Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc nhiệt kế các bạn. Đấy, này đo độ nhiệt độ cơ thể con người nhá. Đấy, mình về bấm nút không nhá. Đấy, nhiệt độ mình kẹp nách thử xem. Đấy, các bạn nó có số các bạn. Đấy. Kẹp lên mình đo cho bao nhiêu độ nhé. Đấy. Đấy. Mình có hai loại các bạn ạ. Đấy. Đấy, mình lấy cả một cái nữa các bạn. Cái này màu khác các bạn nhé. Đấy, cái này là hình số các bạn nhé. Đấy. Số nó khó nhìn hơn các bạn. Đấy. Cái này bằng điện tử các bạn nhé. Đấy, mình được 36 độ 8 các bạn. Đấy, các bạn, đó số các bạn. Đấy, số các bạn. Số điện tử các bạn nhé. Đấy, có số nhé. Đấy, hiện số các bạn. Đấy. Đấy. Rất tiện các bạn. Trong nhà thì các bạn nên có một cái nhiệt kế các bạn nhé. Đấy, bằng điện tử nhé. Đấy, có pin trong các bạn nhé. Đấy. Đấy. Mình mua ngoài có 65.000 các bạn nhé. Đấy, rất tiện nhé. Đấy. Còn cái này thì nó rẻ tiền hơn các bạn nhé. Trong này là có thủy ngân các bạn nhé. Các bạn nên vỡ ra, các bạn nên lưu ý đừng nên vỡ nhé, vỡ ảnh hưởng con người lắm. Đấy. Đấy. Nhét vào đây. Đấy. Cái này đắt hơn được rồi. Rất đẹp các bạn nhé, mẫu mã rất đẹp. Đấy. À, các bạn mình bấm cho các bạn lấy họ lên số này. Đấy, lên số chưa? Thường thường họ lên 8888 đấy. Đấy các bạn. Đấy, lên số 8888. Đấy. Đấy. Nó nhảy số đấy các bạn. Đấy. Mình cho vào nhiệt cơ thể xem mình nóng là sốt các bạn nhé. Nhiệt độ tăng lên là mình sốt nhé, tầm 38-39 độ đấy, ok rồi. 38-39 độ là mình sốt cao đấy các bạn, 39 sốt cao đấy. Thường mình có thể con người thì có 37 độ thôi các bạn, dưới 37 độ đấy. Mình giới thiệu các bạn là sản phẩm là nhiệt kế này. Ok. Đó. Mình hai sản phẩm nhé. Đó. Số điện thoại rồi. Điện thoại. Anh bảo hành luôn các bạn nhé. Họ bán là có bảo hành này. Vì tin chất lượng nhé. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn.